Uốn ép trước hay là nhượng trước? Thì nhân tiện cái câu hỏi của bạn này, mình cũng chia sẻ với anh em một số những cái cơ bản để anh em nắm được, để tránh được những cái sai sót tương lai về cái tóc của mình nhé. Thì để trả lời cho cái câu hỏi của bạn này, thì sau khi mình ép sai xong thì mình có thể nghỉ khoảng một tuần để mình có thể nhượng và tẩy tóc được rồi nhé. Nhưng nếu là mình thì mình sẽ không ép sai. Nếu như mình đã xác định mình tẩy, mình sẽ không ép sai, bởi vì như thế tóc nó sẽ hư hơn rất là nhiều. Đấy, mà cái tác dụng nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Khi mà mình ép sai, mình để chơi tự nhiên đúng không? Nó còn gọn. Nhưng mà khi mà mình đã ép sai, sau đó mình còn đi tẩy đi vào cái tóc, cái phần ép sai này nữa, thì nó còn rất có thể nó sẽ bung trở lại, nó không, cái độ gọn nó không còn đáng bao nhiêu cả. Chính vì thế mà đã xác định tẩy tóc thì mình anh em chỉ nên tẩy tóc và chơi màu tẩy thôi, chơi màu nhuộm tẩy gì đấy thôi, chứ không cần phải uốn hay ép hay duỗi gì nhá. Và khi mà trên tóc anh em đã có màu rồi, mình thấy rất nhiều anh em có những cái băn khoăn, ví dụ như là tẩy rồi thì có duỗi được không. Thì ví dụ như tẩy rồi thì anh em không nên làm bất cứ một cái gì nữa nhá, làm nó rất là dễ hư tóc. Cái này trước đây mình cũng có một cái video rồi, anh em có thể là lục để xem lại. Còn trở về cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay, tức là anh em phải hiểu những cái kiến thức cơ bản này để khi mà anh em nhuộm tóc rồi ấy, thì anh em tránh được những cái sai sót. Thường thường khi mà anh em thấy, khi mà mình làm nhà đúng không, mình làm nhà thì bao giờ mình cũng phải làm cái phần khung, mình làm xong hoàn thiện xong ngôi nhà. Cái bước cuối cùng là cái bước gọi là sơn nhà, thì nó là cái bước cuối cùng rồi. Đấy, thì trong làm tóc này cũng thế, anh em phải ép sai, anh em phải duỗi, anh em phải uốn trước, làm hết những cái đấy trước, ra một cái form trước, và cái bước nhuộm sẽ là cái bước cuối cùng. Đấy, và khi mà mình nhuộm rồi thì mình sẽ không làm bất cứ một cái gì nữa, trừ khi vài tháng sau mình có ý định thay đổi thì mình không nói nhé. Đấy, thì trong cái quá trình mình làm, ví dụ như mình xác định là mình uốn và mình nhuộm đi, thì mình cái bước đầu tiên là mình phải uốn trước, sau đó là mình mới nhuộm. Chứ anh em đừng có nghĩ rằng là anh em không hiểu cái vấn đề này, anh em đi nhuộm xong anh em nghĩ là một tháng sau anh em đi uốn. Thợ người ta cũng đôi khi người ta cũng không tư vấn kỹ cho anh em, ví dụ như khi anh em đi uốn là cái màu của anh em nó bị phai ra hết. Đấy, bởi vì khi mà mình nhuộm tóc rồi, cái màu nó đã thay đổi trên cái tóc của mình rồi, mà cái thuốc uốn này, thuốc ép, thuốc rút gì đấy, nó vào cái tóc của mình, nó vào nó đánh tan cái liên kết tóc của mình ra, thì những lúc như này cái hạt màu trong cái tóc của mình ấy, nó sẽ bị trôi ra bớt, nó xảy ra cái hiện tượng gọi là loang màu, phai màu và loang màu. Đấy, thì khi mà mình phai màu, loang màu ra rồi thì mình lại làm gì? Mình lại đi xử lý nó đúng không? Mình không thể để như thế được. Ví dụ như cái chỗ nào nó loang màu, nó có loang lổ, cái màu nó không được đẹp, nó không được đều được, mình ngại đi xử lý, mình ngại đi nhuộm tiếp. Và cuối cùng làm sao? Và cuối cùng là mình cứ xoay vòng như thế, cuối cùng cái tóc của mình hư tổn hết, chả còn cái gì cả. Đấy, chính vì thế mà để tránh được hư tổn nhất thì anh em làm những cái uốn ép nhuộm, duỗi ép gì đấy trước, sau đó là mình mới đi nhuộm, nó là cái bước cuối cùng của mình nhá. Thì nó sẽ ok và đảm hơn, đảm bảo cho anh em. Chứ nếu như anh em đã tóc có màu rồi hoặc là mới nhuộm rồi thì anh em không nên làm những cái đấy nữa, bởi vì làm thì anh em phải chấp nhận loang màu, và loang màu là anh em rất có thể anh em sẽ phải nhuộm lại một lần nữa. Mà có một cái mà anh em phải lưu ý này, cái nhuộm màu ấy nó dai dẳng hơn rất là nhiều so với cái việc mà mình đi duỗi hay là mình đi uốn tóc nhé. Đi duỗi uốn tóc ấy thường thì mình sẽ, bạn nào uốn nhiều lắm thì cũng phải cách ra một đoạn như này đấy, thì từ đây cho đến ngọn tóc là xoăn hết, ví dụ như là uốn cực kỳ nhiều đi. Thế còn nếu mà uốn ít ít ở ngọn này thôi thì chỉ cắt 2-3 tháng thôi là hết. Nhưng mà cái nhuộm này là nó nhuộm hẳn vào bên trong này của mình luôn, tức là từ gốc cho tới ngọn là có màu hết luôn, nó rất là dai dẳng. Nếu như mà anh em muốn có một cái tóc mới thì anh em phải cắt thích cái tóc nhuộm mới đi, mà nó rất là mất thời gian đấy. Mà hầu như là chúng ta rất ít khi mà chúng ta nuôi được, như nuôi để mà ra được cái tóc mới, hầu như là anh em lại phải đi nhuộm đen hay nhuộm tối lại đấy. Ví dụ như mình khi mà mình chơi màu chán này đúng không, mình chuyển sang mình muốn nuôi lại tóc cũ thì nó mất thời gian, thì mình lại phải đi nhuộm đen lại để tạo cái cảm giác là tóc mình khỏe hết hoàn toàn, nhưng mà thực ra không phải là như vậy. Đấy, chính vì thế mà nhuộm nó dai dẳng hơn rất là nhiều so với những cái còn lại nhé. Đấy, thì nội dung của video ngày hôm nay là có vài cái yếu tố như sau: khi mà anh em đã tẩy rồi thì anh em không nên uốn hay duỗi gì nữa, rất là dễ hư tổn. Cái thứ hai đó là mình phải uốn duỗi ép trước, sau đó là mình mới nhuộm. Đấy, và cái thứ ba khi mà mình nhuộm tóc rồi thì mình không nên làm uốn duỗi hay gì nữa nhé. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau.